Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng touring có giảm sóc. Ở đây là chiếc Grand Ram 1. Vâng, xe được trang bị tất cả đồ đều nguyên zin theo xe, nguyên zin của Ram và sử dụng bộ cấu hình của Shimano các bác nhé. Giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đầu tiên là về hình thức thì em đánh giá chiếc xe trên 90%, rất là mới các bác nhé. Xe tông màu đen, những đường chỉ đỏ rất nổi trên thân xe này, tạo điểm nhấn cho xe rất là khỏe. Đây đường chỉ đỏ này, nó touring có giảm sóc, phù hợp các bác mà đi những đường đô thị đường đẹp hoặc là với cái dòng bánh như này. Vẫn là bánh 700 mà có những cái gai này có thể phù hợp các bác đi những đường xấu được. Chiếc xe rất là đa năng. Grand Ram 1 Phá yên nguyên bản của Grand các bác nhé, nguyên đi theo xe và phá yên vậy. Xe còn rất là mới, và thấy không một vết xước nào đáng kể. Sơn đen chỉ đỏ, chữ Ram thì chữ Ram và chữ Ram màu trắng. Và yên thì vẫn được sử dụng yên nguyên zin của xe, yên Ram các bác nhé, yên rất là mới, xe chủ trước rất là ít đi, yên rất là êm. Xe có xài em. Ở trên đây thì cũng ghi là số 1 thôi, Grand Ram 1. Có thể lên Google để search thêm chiếc xe này. Xe này có giá rất là tốt các bác nhé. Chỉ tầm dưới 7 triệu các bác phải sở hữu rồi. Thì bên trên đây là ghi đông cổ phốt nguyên bản của Gian, nguyên zin theo xe Gian. Còn như các bác thấy thì tất cả đồ đều nguyên zin của hãng. Đầu xe có chữ logo của Gian. Bộ clip còn rất là mới không nhé, clip và xích rất là mới. Bộ vành cọc nguyên bản của Gian vẫn giữ được bộ vành nguyên bản của Gian. Phía dưới đây là bộ giảm sóc của xe, giảm sóc nguyên zin của Grand Ram. Cũng rất ít vết xước các bạn. Bộ tay đắc của Shimano Acera. Bên này bên clip 9 tầng. Bên kia cho xe 3 tầng cho xe 27 tốc độ. Bộ phanh đĩa cơ. Phanh đĩa cơ này các bác. Phanh đĩa cơ của Avis của Mỹ.
xong rồi chỗ này có một cái ốc chờ, các bác có thể lắp thêm một cái gác ba ga để đồ được, khá tiện dụng. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano các bác nhé. Gạt đĩa của Shimano Acera. Củ đề của Shimano Acera. Vâng, và chiếc xe được sử dụng nguyên bộ group của Shimano Acera. Làm xe đo sai đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao xay đứng là 44, tương đương xay S của các bác từ 1m6 đến 1m7 để đi vừa với xe này. Làm xe đánh giá chuyển động và chiếc khung xe đây có ghi là khung nhôm 6000 các bác nhé, 6000 series. Vâng, sử dụng 4 lít 9 tầng rất là mới, lên lít xuống nhé. Rồi, chuyển động rất tốt này. Nguyên bộ của group của Shimano Acera, từ đĩa 3 tầng của Shimano lên đĩa. Vâng, chiếc xe chuyển động rất là tốt, có một lỗi nhỏ nào đó. Vâng, và đây là cặp bánh của xe. Cặp bánh tương đương với dòng gian XCR 3500, 3700, 700 x 40C. Bánh phù hợp các bác mà đi đường xấu và đường đô thị. Xe rất đa năng. Bộ bánh trước vẫn là của gian các bác nhé. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Gian Ram 1. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 6.900.000, miễn phí ship toàn quốc 7/1 năm. Các bạn tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709903 để được xem những ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi, nhấn theo dõi kênh xe đạp để được xem những chiếc xe mới đẹp về lại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bạn theo dõi video.